sáng ngày 17 tháng 8 năm 2024, tức ngày 14 tháng 7 năm Giáp Thìn, tại nhà thờ Chi Hai Họ Mai quan tộc làng hậu trạch xã Nga Thạch huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa. Con cháu trong dòng họ đã tổ chức dỗ cụ văn tiến sĩ Võ Quận Công, Mai Thế chuẩn quan ân thư U Hương Lĩnh Hầu. Tham dự lễ dỗ có các quý vị đại biểu, ông Mai Ngọc Huấn Ủy viên Hội đồng Họ Mai tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng Họ Mai huyện Nga Sơn. Ông mai văn mạnh phó chủ tịch hội đồng họ mai huyện nga sơn chủ tịch hội đồng họ mai xã nga thạch cùng các ông trong thường trực hội đồng họ mai xã nga thạch về dự ngày dỗ cụ còn có đông đủ các con cháu dâu rẻ nội ngoại trong chi hai họ mai quan tộc làng hậu trạch và con cháu đang công tác ở xa quê cùng về dỗ cụ đông đủ làm cho buổi lễ càng thêm ấm cúng linh nghiêm thắm đượm nghĩa tình của dòng tộc cùng nhau kính cẩn dâng lên bàn thờ tổ tiên ông bà nén hương thơm tưởng nhớ về cội nguồn tri ân đến người đã sinh thành ra các thế hệ con cháu họ Mai. Mai Thế Chuẩn là đời thứ sáu của cụ Thủy Tổ Thái Bảo Toàn quận công Mai Thế Châu và là cố nội của thám hoa Mai Anh Tuấn. Đến dự và phát biểu với chi hai họ Mai quan tộc, ông Mai Văn Mạnh Phó Chủ tịch Hội đồng họ Mai huyện Nga Sơn Chủ tịch Hội đồng họ Mai xã Nga Thạch đã biểu dương tinh thần con cháu trong họ đã về dự dỗ cụ đông đủ. Ông cũng đã nhấn mạnh một số nội dung và đề nghị các ông, bà cùng con cháu trong chi hai Hò mai quan tộc xây dựng quy chế quy định hoạt động của nhà thờ và hoạt động dòng họ phù hợp với điều kiện của chị họ. Thực hiện nghị quyết Đại hội Hò Mai Việt Nam và Đại hội Họ Mai các cấp là đoàn kết trí tuệ phát triển. Chi hai Hò mai quan tộc cần phải phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, của các bậc hiền nhân, tiếp tục kết nối trí tuệ phát triển dòng họ hưng thịnh theo tinh thần nghị quyết Đại hội Hò Mai Việt Nam và Đại hội Họ Mai các cấp. Đặc biệt cần quan tâm đến phong trào khuyến học khuyến tài phát huy truyền thống cha ông trong dòng họ dòng họ mai thế được vua phong tặng là mai quan vì họ mai thế làng thạch tuyền rất nhiều người làm quan trong triều đình và nhiều người đỗ đạt tiến sĩ thám hoa đầu khoa bảng được triều đình giao nhiều nhiệm vụ trọng trách ở triều đình xuống đến các phủ tổng trong cả nước phát huy truyền thống dòng họ con cháu chi hai họ mai quan tộc tiếp tục đoàn kết xây dựng dòng họ ngày càng phát triển sau buổi lễ các đại biểu và con cháu trong họ đã thụ lộc vui vẻ đoàn kết nội dung hình ảnh mai thế ánh